Trong thời giai đoạn này mình thấy rằng là cái việc đi dạy là một việc vô cùng áp lực các bạn. Tệ ra là nếu các bạn tưởng tượng rằng việc đi dạy nó chỉ đơn giản rằng các bạn truyền đạt một kiến thức nào đó, thì mình nghĩ cái từ đó nó chưa được gọi là một người thầy các bạn. Tại vì ngoài cái chuyện đi dạy ra, mình còn phải nói chuyện với các bạn học viên rất là nhiều. Từ đó mình thấy rằng có rất nhiều bạn sống trong gia đình hạnh phúc, nhưng mà cũng có không ít bạn, người bố, người mẹ, và kể cả là các bạn không hề có cái sự kết nối với nhau. Các bạn có những cái vùng vỡ về mặt tâm lý rất là nhiều. Ở một cái cương vị người đi dạy thì nó nằm ngoài khả năng của mình. Thành ra là mình có một số cái triết lý trong cái chuyện mình đi dạy. Điều đầu tiên rằng là hầu như mình sẽ cố gắng xây dựng cho từng học viên, những cái người tới mình có những bộ đề cương khác nhau. Tại vì môn vẽ không phải là một cái môn tự nhiên bắt buộc phải đúng hay sai như là các cái môn toán lý hóa, mà là một cái môn nghiêng về cảm nhận, và mỗi người có cái năng khiếu cũng như là cái cảm nhận khác nhau. Thành ra là không có một cái bộ đề cương nào cho tất cả mọi người, mà là mỗi người sẽ có một cái phương pháp khác nhau. Cái thứ hai mình muốn rằng là cái khoảng thời gian của các bạn tới với mình là một cái khoảng thời gian mà các bạn có thể thoải mái. Tại vì vẽ là một cái cú cảnh giúp cho các bạn hồi phục, giúp cho các bạn ổn định hơn về mặt tâm lý. Nếu mà các bạn chỉ tới vào những lúc giải trí thì mình thường cho các bạn đó thích làm gì thì làm. Đúng kiểu là thích vẽ thì vẽ, thích uống trà sữa thì uống trà sữa, và thích ngồi tám chuyện mình thì mình vẫn sẵn lòng tám chuyện các bạn. Ở khi nào các bạn nói rằng thầy ơi em muốn vẽ thì mình bắt đầu đem giấy bút ra các bạn vẽ. Đương nhiên là mình cũng bị feedback từ phía các người quản lý, thầy dạy kiểu thế thì làm sao mà nói với phụ huynh học sinh của những cái bạn học được. Các bạn nên biết rằng nếu một đứa bé thích học thì chính nó sẽ lấy giấy bút ra vẽ. Chứ nếu mà các bạn ép đứa bé đó vẽ thì các bạn chỉ nhận lại những bức tranh vô hồn mà thôi. Đương nhiên đối với các bạn tìm tới mình để học một cái kiến thức chuyên môn nào đó để phục vụ cái công việc cho các bạn thì mình sẽ biến thành một ông thầy khá là khó chịu và khó tính. Thành ra là tùy thuộc vào từng đối tượng để mình có thể có một cái cách ứng xử khác nhau. Nếu muốn xứng đáng với một người thầy thì mình nghĩ cái chuyện truyền đạt kiến thức không là chưa đủ. Đôi khi mình cũng phải là một nhà tâm lý cũng như là một cái người để nghe những cái lời tâm sự những cái người học trò của mình nữa. Thành ra là chuyện đi dạy mình phải nói rằng cực kỳ áp lực với cái sự đánh giá về mức lương hiện nay của các thầy cô giáo viên. Nói chung thì mình thấy rằng nó quá thấp so với những cái gì mà họ cần đảm đương. Mình mong rằng là xã hội càng ngày càng phát triển cũng như là có cái nhìn chính xác hơn về cái giá trị mà những cái người trong người và mang lại kiến thức nó xứng đáng hơn, để cho các thầy cô có một cái sự tập trung 10 năm trong người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một số cái podcast khác của mình.